Thế là con robot hút bụi này vừa chơi đồ xong, nên mà hiện tại là từ lúc thả ra bây giờ các bạn nhìn nó đi. Xin chào các bạn, hôm nay thì mình lại tiếp tục review món đồ công nghệ có giá trị rất cao mà mình đã mua trên Internet. Thì những video này giúp các bạn có thể quyết định ở việc là có nên tin tưởng vào những cái hàng giá trị cao hay không. Và hôm nay mình sẽ review một con robot hút bụi. Chị Giác vẫn ở đây, chúng ta xem thử xem nào. Nó là quần rác của xe ạ. Ui, đây là cái khay đựng rác của nó này, Hạnh ơi. Mở nắp lên xem có gì không. Chả có gì cả. Sao cái khay buồn cười nhỉ? Không, ở dưới này thấy có rác mà. Đây. Có một chút chút gì đấy đúng không? Rất có thể khi mà bán sản phẩm này nó cho sẵn rác vào bên trong. Đây cảm giác là có thu. Đây là cái quái gì? Mình không thể hiểu được. Rồi, ở đây thì nó có một cái quay sách. Đây là chỗ sạc pin. Rồi, ở dưới này anh ta sẽ xem chổi của nó. Chổi của nó các bạn nói thật đấy, nhìn quạt 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 quạt. Nhìn nó cứng cứng mà sơ sơ này. Các bạn cảm giác nghĩa là tóc mà một tháng mà không gội đầu nó bị sơ ra kiểu như này, nhìn chán vãi hàng luôn. Cái bánh này thì các bạn có nhớ đến những cái ô tô đồ chơi hay xưa trẻ con mà hay có không? Ở dưới này nó là cái gì? Đây, đây là cái khay hút rác của nó này. Mình chả hiểu nó hút như thế nào nữa. Thường thì là nó phải có lực hút để nó đẩy vào, nhưng con này thì chắc là yếu xìu. Nó có một cái miếng đệm ở dưới đây nữa. Đó, cho mọi người hiểu. Và ở dưới đây nó sẽ còn có hai cái bánh xe. Đây là chỗ tháo lắp pin. À, để mình kiểm tra xem pin này là pin gì. Các bạn thấy là sau khi mình tháo ra đầu cục pin 2000 mAh. Trời, một quả pin gieo sạc được một gói sợi dây. Nhìn buồn cười ấy. Thế các bạn đúng là bó tay với lại cái sản phẩm người ta mua trên mạng. Thế mà người ta vẫn có thể bán được để lừa những người dân, những người đồng bào của mình. Không thể tin được. Cứ bảo Trung Quốc lừa, nhưng thực chất ra chính người Việt Nam tự nhập cái này về bán để lừa mà. Nên phải có những người mua về review chia sẻ các bạn như này. Đấy, nó có thêm hai cái chỗ này mình chả hiểu để làm gì. Cái này chắc là để gắn rác vào trong. Đó. Như vậy qua video lần này. Ủa, thế được cái nắp này sinh ra để làm éo gì? À, cái nắp này sinh ra để mà các bạn có thể đẩy đẩy được cái hộp rác lên mà kiểu là nó không bị rơi ra ngoài ấy. Đó. Bấm rồi. Đấy, bấm phát nó sẽ tự chạy như này, y như một cái con phê cần luôn. Ô. Rồi mẹ nắp pin ra. Nó chạy nó rơi nắp pin ra rồi các bạn này. Rồi, như vậy qua video lần này thì mình đã review cho các bạn về một con robot hút bụi có mức giá bao tiền nhỉ? 250.000 đồng. Và xin khẳng định các bạn là đừng mua ba cái thứ này sản trên mạng nhé, rất là phí tiền của mọi người. Nên đây là sản phẩm tiếp theo mà mình khuyên các bạn không nên mua. Thế là con robot hút bụi này vừa chơi đồ xong, nên mà hiện tại là từ lúc thả ra bây giờ các bạn nhìn nó đi. Đấy, nhìn nó này, nhìn cái cách hút bụi nó này. Ô, nó đi qua bụi thì còn nguyên này. có cái sợi giấy nó đi qua phát còn nguyên này. Hóa ai trưởng. Ui, mình còn tình cờ phát hiện ra nhá, cái chổi bên tay trái của nó không hoạt động luôn này. Chổi không hoạt động này. Wow. Nó đi lần hai ở đây. Thậm chí nó còn đẩy được cả rác ra ngoài. Và thưa mọi người, đây chính là con robot hút bụi mà mình đã có mua ở trên mạng về. Và bây giờ có chia sẻ các bạn là đừng tin được ba cái thứ sàm cờ ở trên mạng nhá. Ủa, đâu rồi? Ồ, nó hút được cái giấy kia rồi kìa. Chí vậy. Thật là bá đạo. Vâng, thưa mọi người, đây là một sản phẩm robot hút bụi có tên là gì đây? Bowai Robotic Vacuum Cleaner. Trên này có một cái nắp. Ở vải. Ủa, cái nắp này tại sao bóc ra nó vẫn chạy được này? Rồi, nhìn đi. Đây là cái sản phẩm robot hút bụi chúng ta. Nãy giờ nó vãi. Hóa ra sợi rác kia nó không hút được, nó vẫn lại quay ở lại đây rồi. Mình khá là thích series này và mình có lẽ là sẽ tiếp tục làm những cái video là những sản phẩm gì không mua ở trên mạng. Nhưng mà rất cần sự ủng hộ mọi người, các bạn nhớ like, subscribe kênh YouTube của Vật Vờ Vlog và cũng như là kênh The Review, nơi mà mình sẽ review các sản phẩm chất lượng. Thì ở bên đấy, hẹn gặp lại bạn ở các video sau.